Chào các anh em đang xem miền Tây Sola ha. Bữa nay là sáng ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 6 2022 nha anh em. Thì mình lại tiếp tục gói hàng nha. Trước mặt anh em là một cái UFO 1000W để gửi cho chú Trung ở đường Nguyễn Văn Ngợi, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long ha. Khóm 3, số 10 sạc 5, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long, của chú Trung ha. Thì chú Trung nhắn mình hồi chiều ngày hôm qua, nhưng mà chiều ngày hôm qua là không gửi kịp mọi người. Chiều hôm qua thứ bảy có cố gắng gói thì cũng không có gửi kịp trong cái giờ hành chánh, bưu điện đóng cửa. Bữa nay chủ nhật thì không có gửi được, cho nên là mình sẽ gói và sáng thứ hai gửi sớm ha. Thì trước mặt anh em là một cái JD 1000W UFO, tấm pin là 25W mặt trên nè. Thì có nhiều anh em hỏi mình là cái 1000W này có đúng 1000W không. Thì đèn mặt trời là không có cái nào mà đúng với cái watt mà ghi hết nha anh em. Những cái hãng như Zindian, MK hay tất cả những hãng còn lại cũng vậy. Cái watt là không bao giờ đúng nha. Đúng ra một cái đèn 1000W là nó cháy, có thể là sáng soi được cái sân vận động luôn. Nhưng mà cái này làm gì được anh em, thấy không? Chúng ta mua hàng chúng ta cũng tự biết điều đó. Đó, nó chỉ là định danh thôi chứ làm gì được 1000W. Cái bóng đèn cao áp nó sáng cỡ nào mà nó có 250W à mọi người. Đó, cho nên anh em cứ hỏi mình phải 1000W không, phải 1000W không, mình khó trả lời lắm nha. Đó, nói chung là 1000W chỉ là cái tên gọi của nó thôi, chứ còn đèn làm sao sáng được 1000W mọi người. Tấm pin là 25W ha. Bộ pin lưu trữ là 25 mAh và có 908 có SMD 5730 ha, làm bằng nhựa nguyên khối. Thì mình bán là 1.130.000. Nhiều có anh kia ở trên mạng ảnh thấy rẻ quá sao á, mình không có tiện nói tên ha, mình giấu tên ảnh lại. Các bạn xem những cái video mới nhất của mình sẽ thấy comment đó. Ảnh bữa đó mình cũng quay cái UFO 1000W này nè. Đây mình cũng để cái vỏ và mình cũng quay cái vỏ y vậy nè anh em. Đó, quay cái vỏ đèn y vậy nè. Và cũng là UFO 1000W, cũng Zindian đồ ha, y chang vậy nè. Ảnh mới comment vô là cái này mà hàng của Zindian mới sợ. Mình đọc nguyên văn cái câu của anh đó luôn ha. Anh em xem những cái comment mới nhất ở trên kênh mình sẽ thấy ha. Đó thì anh đó thì mình không thích nói tên ở đây, nhưng mà mình nhắn gửi với anh đó như thế này. Khi mà anh nói cái câu đó là rất là nhiều người bị tổn thương ha. Đầu tiên là cái thằng bán bị tổn thương. Thứ hai nữa là hàng ngàn người mua hàng. Hàng ngàn người mua hàng, trong đó có những chú 8 mấy tuổi, 7 mấy tuổi. Rồi những anh gọi là những anh đi làm công trình, những anh học có học thức rất là cao. Đó, và những ông giám đốc, đó, những người giáo viên. Đó, rất là nhiều người mua hàng trên kênh, hàng ngàn người rồi. Đó mà anh em nhắn vậy có nghĩa là anh nói những người đó mua lầm sao? Nói những người đó khờ dại mua hàng không đúng chất lượng sao, đúng không? Đó thì mình nhắn với ông anh đó đó, ông anh tên gì đó mình không thèm nhớ tên những người đó đâu. Thì bình tĩnh trước khi mà comment ha. Cứ làm như vậy chỉ cần một câu nói của anh có mấy chục chữ cái thôi mà làm cho người ta rất là bực bội nha anh em. Nguyên một cái cộng đồng của đang xem miền Tây Sola luôn. Mình nói là một cộng đồng chứ mình không có nói là một nhóm nhỏ. Tại vì bây giờ những anh em mà đang theo dõi kênh mình á, từng ngày á, rất là nhiều nha. Hàng ngàn người đó anh em. Đấy mà mình nhắn một cách ngây thơ như thế là không chấp nhận được ha. Bây giờ đơn giản thôi, anh cứ tới nhà mình đi, mình sẽ chứng minh cho anh thấy đây là hàng chính hãng như thế nào ha. Chứ còn nói qua điện thoại thì cũng không rõ ràng, với lại anh đó là anh liên lạc lên YouTube chứ không phải Zalo nữa, cho nên mình không có liên hệ được với anh ha. Đó, anh tới nhà anh chứng minh được đồ của mình không phải là hàng của Zindian, mình cho hết luôn, anh lấy xe tải tới mình cho hết anh luôn, về anh muốn quăng đâu quăng ha, cán bãi rác cũng được nữa. Đấy thì ông bà mình nói luôn luôn đúng nha, không biết thì dựa cột mà nghe nha anh. Đó, mình nhắn anh câu cuối cùng đó thôi, chứ còn mà anh đừng có như vậy nha. Đó, không phải là mình không muốn nói nhiều đó, nói nhiều sợ anh buồn thôi, chứ cái hành động mà comment như vậy là không tốt đâu ha. Nói chung là không tốt, không phải comment trên kênh mình mà tất cả những kênh khác cũng vậy, anh phải tìm hiểu thật kỹ anh mới nói ha, chứ không thể nào như vậy được. Hàng của Zindian sản xuất ở Trung Quốc, cái công ty của mình nó đem về cảng Cát Lái và nó phân phối trực tiếp cho mình. Đó, không có chạy cái đường nào được hết. Còn anh nói bán này không phải Zindian phải không? Vậy là nguyên cái công ty đó dẹp tiệm rồi đó, sắp đi tù hết rồi nhanh. Đó, còn mình nữa nè, mình cũng để đi theo công ty đó luôn á. Chứ làm sao mà bán được hoài vậy mọi người? Đó, CO, CQ, giấy tờ đầy đủ hết ha, xuất cảnh hải quan nè. Đây nè, nó có dán nè, đây nè. Đây nè, cho anh coi cái quan trọng nhất mà mình ít bao giờ cho khán giả coi lắm nè. Đây nè. Đấy, nguồn gốc xuất xứ nằm ở cái màu trắng này nè mọi người. Đó, nhưng mà mình không muốn cho nhiều người xem, tại vì cái vấn đề kinh doanh thì không có ai mà cho biết cái vấn đề đâu. Nhưng mà mình bực mình anh này quá, mình quay sơ sơ cho mọi người xem đó. Đây nè, nguồn gốc xuất xứ nằm đây nè.
đó, anh không có biết gì hết nên đừng có nói như vậy nha. Đó, mình nhắn gửi vậy thôi chứ rất mình, đó là một con sâu thôi chứ còn thực chất là trên kênh mình hàng trăm hàng ngàn các chú vẫn mua hàng mỗi ngày. Cái vấn đề đó thì các chú không quan tâm đâu ha, không quan tâm tới câu nói đâu, mình bực quá mình nói vậy thôi. Thôi bây giờ trở lại với cái ô ngàn watt này, tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ là 25 bây giờ 908 SMD 5730, hàng không biết có chuẩn chỉ hay không, không biết đó, nhưng mà ở trên thị trường với cái tầm giá 1.130.000 này mà anh em mà mua được cái UFO mà nó ngang với giá trị này là chắc cũng là đào cũng mấy chục lớp đất á, mấy tìm mà được cái hãng mà với cái tầm giá này mà chất lượng được như vậy đó anh em. Đó, nhiều anh em nói này bán nó khen đồ của nó, nếu mà đồ không chất lượng là mình không bán, thấy không, mình lấy của công ty về, cái nào không chất lượng mình trả lại công ty chứ mình đâu có bán đâu. Ví dụ như mình có bán ba cái bàn chải và anh em hỏi bàn chải của tháng nó sáng không thì mình đeo ba cái đó đều sáng hết, tại vì ba cái đó sáng mình mới bán, còn nó không sáng là không có bán nha, chất lượng mới bán đấy. Cho nên là cái mặt hàng bên mình không phải là tràn lan đại hải đâu anh em, mà là của mình nó chỉ có hai mấy cái mặt hàng thôi đó, và với hai mấy cái mặt hàng đó là mình đều kiểm định rồi mới bán, chứ còn nếu mà mình bán tràn lan là mình đem về cả trăm cái mặt hàng luôn đó, mà không, mình phải kiểm định nó ngon lành chứ không phải bán tùy tiện số lượng mặt hàng lớn là ngon đâu anh em. Đó thì đèn test ok ha. Rồi bây giờ bấm nút radar nè. Đấy. À, tối nằm xem comment của ông anh muốn muốn trào muốn hồng luôn mọi người. Tại sao có thể tùy tiện đó, chế độ radar anh em. Đó, có thể tùy tiện mà nói vậy được mọi người. Đấy, hàng chính hãng hay không mà thằng bán nó biết. Chứ anh biết được bao nhiêu phần trăm về vấn đề này. Anh cứ bình luận thoải mái vậy đâu có được ha. Làm biết bao nhiêu chú mà lên mua hàng trên kênh không? Đấy. Rồi, thì nhân tiện vừa nói mình cũng vừa test cái này chạy ok đó. Giờ mình dở lên nó sạc ok đó nè, không? Dở lên thấy nó đỏ nè, đỏ nè. Nó hơi bị mờ ha. Nó đỏ đó, đỏ là sạc rồi đó ha anh em. Để xuống cái nó hết đỏ là hết sạc. Đó, hàng thì chuẩn chỉ từ A tới Z cho mọi người, hàng Zindian chính hãng ha. Đó, còn anh gì đó anh nói không phải chính hãng thì anh đừng mua nha. Mình chỉ bán cho những người mà cảm thấy yêu thích nè, đam mê nè, rồi tin tưởng nè. Còn không tin tưởng là mình không cần mua đâu nha. Đó. Chứ mình không có ép anh em mua nha anh em. Ai tin tưởng đam mê thì mới mua nha. Và coi qua nhiều nhiều video hả mua nha mọi người. Thôi xin chào anh em ha. Giờ mình gói lên đàng hoàng để gửi cho chú Trung ở thị trấn Tam Bình, Vĩnh Long. Thôi xin chào anh em. Hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo.